Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, trong hơn 10 năm qua, Hoa Kỳ luôn là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam cập nhật các thông tin cơ chế chính sách mới và tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại thị trường Hoa Kỳ, mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo Xúc tiến Thương mại sang thị trường Hoa Kỳ. Tại đây, hơn 100 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp được các chuyên gia truyền tải những thông tin mới nhất về quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, xu hướng chính sách mới và hướng tới tiếp cận của các sản phẩm chủ lực Việt Nam vào thị trường này. Về những vấn đề cụ thể, các chuyên gia cho biết khi kinh doanh giao dịch thanh toán điện tử, nếu đối tác đề nghị thay đổi ngân hàng thanh toán thì cần dừng liên hệ qua email, hay như đối với thực phẩm đồ uống xuất khẩu vào Hoa Kỳ, cần quan tâm tìm hiểu kỹ luật hiện đại hóa về an toàn vệ sinh thực phẩm FSMA.